La natalidad là sự sinh sản. La natalidad. Ví dụ như mình có cụm từ là crisis de natalidad en China, có nghĩa là cái cuộc khủng hoảng sinh ở Trung Quốc. Nghĩa là ở Trung Quốc người ta sinh ít con quá. La crisis là cuộc khủng hoảng. Đề là của natalidad là thuộc về sinh sản, là sự sinh sản ở Trung Quốc. Tolerante, tính từ là khoan dung, dễ chịu. Tolerante. Chẳng hạn như mình có cái câu là Panama tiene uno de los regímenes de inmigración más tolerantes del mundo para jubilados. Tener là có. Ngôi thứ ba số ít nó sẽ là tiene. Nó có. Đất nước Panama nó có một trong những uno de los regímenes. Regímen có nghĩa là chính sách. En regímen là chính sách. Los regímenes có nghĩa là những cái chính sách. Có một trong những cái chính sách để immigration có nghĩa là chính sách mà về nhập cư. Más tolerantes, khoan dung dễ chịu nhất. Đây là cái cụm tính từ, nó bổ nghĩa cho cái regímenes là giống đực số nhiều cho nên đuôi của nó là đuôi S ha. Tolerante, thêm S vô nữa, tolerantes. Del mundo, của thế giới. En mundo là thế giới, de en thì thành là đen ha. Para jubilados, el jubilado có nghĩa là cái người mà về hưu rồi. Nhưng mà mình cũng có thể xem như đó là một cái tính jubilado, đó là một cái người về hưu rồi. Những người về hưu sẽ là jubilados. Panama nó có một trong những chính sách mà khoan dung dễ chịu nhất về nhập cư đối với trong thế giới. Đối với những cái người mà về hưu, có nghĩa là những người về hưu mà họ về Panama, họ sẽ gặp những cái chính sách rất là dễ chịu để họ có thể nhập cư vào đất nước Panama. Và những cái chính sách này là thuộc loại dễ dàng nhất thế giới. Pudiente, tính từ là giàu có. Pudiente, chẳng hạn như mình có cụm từ là regiones pudientes de Europa y América del Norte, có nghĩa là la región, có nghĩa là cái vùng đất, những cái vùng đất giàu có. Tính từ này bổ nghĩa cho cái số nhiều cho nên đuôi nó đuôi S ha, có E rồi thêm S vô nữa. Của châu Âu và Bắc Mỹ, America del Norte là Bắc Mỹ. Recién là trạng từ, là mới gần đây. Chẳng hạn như mình có cái cụm là Los recién llegados là những cái người mới tới. Extrañar, động từ là nhớ nhung. Chẳng hạn như mình có cụm từ là Extraño mucho a mi familia cuando estoy de viaje. Tôi nhớ nhung. Cái chữ này hiện tại mà dùng cho chữ tôi á, vô thì nó sẽ đổi cái đuôi AR này thành đuôi O. Extraño. Tôi nhớ rất là nhiều gia đình của tôi. Tôi nhớ gia đình tôi rất nhiều. Mucho là rất nhiều. Cuando là khi mà estoy, tôi thì de viaje là đi chơi. Khi tôi trong cái chuyến đi thì tôi nhớ gia đình tôi rất là nhiều. Cómodo, cómoda, tính từ là dễ chịu, thoải mái. Cái chữ trái nghĩa của nó sẽ là incómodo, incómoda, có nghĩa là khó chịu, không được thoải mái. Chẳng hạn như mình có cái câu là Nunca hemos sentido incómodos aquí. Đây là cái thì hiện tại hoàn thành. Các bạn hãy coi lại cái bài giảng của mình về cái thì hiện tại hoàn thành ha. Sentir có nghĩa là cảm giác thấy, cảm thấy. Thì cái V3 của nó đó, cái thì thụ động participio của nó sẽ là sentido. Hemos, cái chữ mà haber mà chia cho cái thì chúng tôi thì nó sẽ trở thành là hemos. Hemos sentido có nghĩa là chúng tôi đã và đang cảm thấy. Nunca là không có thấy, không có bất cứ gì hết. Incomodos, bất tiện, không được thoải mái. Aquí là ở đây.
Nguyên cái câu này có nghĩa là chúng tôi không cảm thấy có một cái bất tiện gì ở đây hết. Có nghĩa là ở đây rất là dễ chịu đó. Có nghĩa là chúng tôi không cảm thấy bất cứ một cái bất tiện nào khi chúng tôi đã và đang sống ở đây hết. Asutar, động từ là đánh đòn, đánh nhừ tử. Chẳng hạn như mình có cái cụm là Colombia azotada por la pandemia, có nghĩa là Colombia bị giận một trận nhừ tử. Azotar, động từ đánh đòn nhừ tử, nhưng mà cái thì mà thụ động của nó đó sẽ là bỏ cái R thêm đô vô, thêm bỏ AR thêm ADO vô, tên azotado, azotada. Nó được biểu diễn giống như một cái tính từ vậy, cho nên khi mà nó bổ nghĩa cho La Colombia, có nghĩa là cái giống cái số ít thì nó sẽ là đuôi A. Colombia bị giận cho nhừ tử. Colombia azotada por la pandemia, bởi cái cơn đại dịch, có nghĩa là cái cơn đại dịch này nó quét qua Colombia, nó làm chết rất là nhiều người, cho nên Colombia bị giận một trận nhừ tử bởi cái đại dịch. Nguyên cái cụm này coi như cụm danh từ nha. Cái chữ chính là Colombia. Asegura, động từ là cam đoan, chắc chắn. Asegurar. El esfuerzo là sự nỗ lực. El esfuerzo. Chẳng hạn như mình có cụm từ là integrarse, có nghĩa là tích hợp, hòa nhập. Integrarse, động từ phản thân nha. Mình có cái chữ khác là socializar, socializar có nghĩa là giao lưu. Chẳng hạn như mình có nguyên một cái câu là pero aseguran que han hecho un esfuerzo por integrarse a su nuevo país de residencia, aprendiendo español y socializando con panameños. Nhưng mà họ chắn, họ cam kết rằng, họ cam kết cái điều gì? Họ cam kết cái điều là Asegura mà chia cho bọn họ làm điều gì đó ở hiện tại đơn của cái Asegura mà cho chúng nó đó, thì nó sẽ là đuôi an ha, Aseguran. Các bạn có thể coi lại cái cách thức chia động từ hiện tại đơn. Họ cam kết cái điều là kê. Ở phía sau nó là một cái mệnh đề bổ nghĩa cho cái kê này ha. An hecho, đây là cái thì hiện tại hoàn thành, mà diễn tả là họ đã và đang làm một cái chuyện gì đó. Thì haber nó sẽ chia thành hiện tại là an, là bất quy tắc. Các bạn có thể coi lại cái chia cái hiện tại đơn của động từ. Hecho là cái thì participle, có nghĩa là hacer đó, mà chia cho bất quy tắc. Thì các bạn chịu khó coi lại cái chia hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành tương ứng với cái chữ bất quy tắc á, thì sẽ hiểu tại sao người ta chia là an hecho, có nghĩa là các anh ấy đã và đang thực hiện công việc là un esfuerzo, thực hiện một cái nỗ lực, por integrarse, để mà hòa nhập, a su nuevo país, hòa nhập với cái quốc gia mới của họ, của chúng, của quốc gia mới của họ, đó, số ít, cho nên chỗ này là su. De residencia, quốc gia mới mà họ cư trú. La residencia là sự cư trú. Aprender có nghĩa là học, hiểu. Aprender. Aprendiendo, nó là cái thì vọng in á, gerundio đó. Hiểu tiếng Tây Ban Nha. Hiểu tiếng Tây Ban Nha. Học và hiểu tiếng Tây Ban Nha. Và socializando có nghĩa là giao lưu, còn panameños với những người Panama. Socializa có nghĩa là giao lưu á, nhưng mà có điều là nó chuyển thành hình gerundio vọng in á, thì nó sẽ là đuôi là ando, cũng giống như cái thằng này, nhưng mà thằng này là yendo, còn thằng này là ando á. Nhưng mà họ cam kết rằng họ đã và đang nỗ lực để mà có thể hòa nhập vào cái đất nước mới của họ, cái đất nước mới mà họ cư trú, học tiếng Tây Ban Nha và giao lưu với những người Panama. La seguridad là sự an ninh.
Đối lập với nó sẽ là chữ la inseguridad, sự mất an ninh. Chẳng hạn như mình có cái có cái cụm từ là la inseguridad en Ciudad de Arakan, có nghĩa là cái sự mất an ninh ở trong cái thành phố Arakan. En auge, sự bùng nổ. En auge. Chẳng hạn như mình có cụm từ là negocio en auge, có nghĩa là sự bùng nổ kinh doanh. En negocio en auge, sự bùng nổ kinh doanh. Mình có cái chữ là la popa, là cái đuôi tàu. En viento, có nghĩa là cơn gió. Cái cụm từ viento en popa, nguyên cái cụm này nó là cái trạng từ là thuận buồm xuôi gió, thuận lợi. Chẳng hạn như mình có cái câu là en negocio va viento en popa. Cái chữ ir là đi mà được chia cho cái ngôi thứ ba, số ít giống đực thì là nó sẽ là đuôi, nó sẽ là chữ va, có nghĩa là đi, diễn ra. Các bạn có thể coi lại cái động từ ir ha, và coi cái động từ bất quy tắc chia. Công việc kinh doanh en negocio, diễn ra, và viento en popa, thuận buồm xuôi gió. En negocio và viento en popa, công việc kinh doanh diễn ra thuận buồm xuôi gió. En perfil, hồ sơ, cái profile. En perfil. La actividad là cái hoạt động. Recreativa, recreativo, có nghĩa là thuộc về vui chơi, thuộc về giải trí. Ở đây nó là giống cái số ít cho nên đuôi này đuôi A, tính tự đuôi A ha. La actividad recreativa, hoạt động giải trí. La plegaria, lời cầu nguyện, người cầu nguyện, lời thỉnh nguyện. La plegaria.